Hiện giờ con đã mất tất cả rồi, cả trí nhớ cũng mất luôn. Giờ con chỉ còn có người vợ này thôi, đừng có làm cho vợ con khổ nữa. Nội, ba con có biết gì đâu mà nội la ba con vậy? Nội biết như vậy nhưng mà không nói không được. Kìa mẹ, sao bà lại khóc vậy? Lạ lắm, từ sáng tới giờ thấy bà thấy chỗ khác lắm. Ba, ba đi chỗ anh, từ từ thôi ba. Hải, thí chủ ơi. Hải, con sao vậy? Giờ Thanh đã chính thức ngồi vào ghế của ông ta. Giá như mà ông ta còn đủ tỉnh táo, nhìn thấy cảnh này chắc là tức chết mà thôi. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, nhất định tôi phải lấy cho bằng được những gì mà ông ta đã nợ tôi. À, em quên báo với anh, vợ em vừa mới gọi điện thoại nói là tối hôm qua ông ta đi đâu ra đường bị tai nạn. Bây giờ mẹ và nội cùng với Kim Ngân đã đưa ông ta về bệnh viện rồi. Tại sao ông ta không chết đi cho rảnh nợ? Sao cứ hành hạ mẹ tôi hoài vậy? Xin lỗi, một người tồi tệ như anh lẽ ra phải chết đi mới trả hết nợ cho em. Tại sao anh lại có thể sống để làm khổ em thêm một lần nữa? Anh tự nguyền rủa mình chỉ vì sự ích kỷ, cái tôi khốn nạn của một thằng đàn ông. Anh đã đày đọa người vợ hiền lương của mình cả một đời. Con gây ra nghiệp chướng nên mới có quả báo ngày hôm nay. Trận đồ bạc quái mà con đã tự tay dựng lên cho cuộc đời. Tình, tiền, tù, tội, cái trận đồ chết tiệt này đã
đã khiến con đánh mất nhân tính của một con người. Dần nát tình yêu ngày xưa, làm người anh chịu đớn, phải thế lương và khốn cùng, lo lắng lo và sợ. Già như con được chết ngay lần đầu khi lao xuống biển. Tại sao lại để con sống? Tại sao lại để con tỉnh lại sau cơn đương mê muội? Giờ thì con không dám đối mặt với thực tế, không dám đối mặt với người đàn bà của con. Chết con nghĩa là chấm hết, chấm hết mọi đau khổ và dằn vặt lương tâm. Để đưa ta vào vùng này, để cả hai chịu nghiệt ngã đến khôn nguôi. Đừng vì quá khứ lỗi lầm giam cầm mình nữa, vì còn phía trước hy vọng cho ta đổi thay. Hãy thế đau thương thù hận với những khoan dung từ tâm, hãy mãi cho nhau niềm tin. Nếu tìm được cái chết, đó là cách dễ dàng nhất để trả giá cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Nhưng sống trả nợ cho những người thân, trả nợ cho đời với những lỗi lầm của mình, đó mới là điều khó nhất. Mình không phải là một thằng hèn, mình cần phải đối diện với thực tế. Hôm qua mình có đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ mà. Trời ơi, ông lại mở cửa đi đâu nữa rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Một Phật. Thí chủ ở nhà coi chừng nhà nha. Dạ. Bần đi đi tìm ông Hải. Không biết là ông đi đâu nữa rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra với ông ấy hay không nữa. À, một Phật. Một Phật. Trời ơi, thí chủ đi đâu vậy? Thí chủ có bị làm sao không? Hả? Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Anh xin em hãy tha thứ cho anh. Tha thứ cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra cho em. Mô Phật, thí chủ tỉnh lại rồi sao? Anh đã tỉnh lại từ hôm bị tai nạn. Là người có tâm lòng Bồ Tát mà anh đã không nhận ra. Em đã không quay lưng lại khi anh gặp hoạn nạn. Chính vì em quá cao thượng, anh đã không dám đối mặt với em. Anh phải ra đi trong những ngày qua. Thật sự anh ước gì mình có thể điên mãi mãi. Chết như một sự giải thoát, nhưng rồi anh thấy mình hèn hạ, anh không thể nào chạy trốn như vậy. Anh phải sống để trả nợ cho em, trả nợ cho đời. Em Linh. Thank you.
Tôi có tin xấu, không biết có nên nói cho bà và ông biết hay không. Bận Ni xin bác sĩ cứ nói, Bận Ni sẵn sàng đón nhận tất cả sự thật. Cuộc sống vốn dĩ rất vô thường, không có gì là quan trọng hết. Giờ tôi bị làm sao thưa bác sĩ? Qua chụp phim phát hiện bà có một khối u trong não, vì thế mà bà hay bị nhức đầu đột xuất và thường hay ói. Trời ơi, không thể như vậy được. Sống chết có số, Bần Ni không hoang mang thì thí chủ cũng đừng buồn phiền. Có cách nào chữa trị không bác sĩ? Bệnh đã phát ở giai đoạn cuối rồi, nếu có chữa trị cũng không cầm cự được bao lâu đâu. Bần Ni muốn về nhà. Không thể nào, không thể nào lại xảy ra chuyện này được. Vợ chồng em tới thăm mẹ, nhưng bà Tư nói mẹ bị ngất rồi. Bà em đưa mẹ vô bệnh viện rồi, nhưng bà thần kinh không bình thường, làm sao có thể đưa mẹ vô bệnh viện được chứ. Anh thử chạy tới các bệnh viện tìm mẹ xem sao. Anh cũng chạy đi tìm giùm em xem mẹ có ở các bệnh viện trong thành phố không. Em sẽ ở đây chờ xem hai người có quay về không nha. Em ở đây nha. Ông nội. Sao rồi con? Có tìm thấy ba mẹ con chưa? Dạ chưa. Anh Hai và anh Đại đang đi tìm ở các bệnh viện đó nội. Nè chị, chị có chắc là hai người kia đi bệnh viện không? Thiệt chứ, con gái tôi bị ngất xỉu nên con trai tôi gọi taxi đưa đi rồi. Ba con không bình thường, làm sao đưa mẹ con đi được? Trời ơi, con cũng không biết được mẹ con có sao hay không. Con đã đoán trước có ngày mẹ con sẽ bị kiệt sức, nhưng con nói mẹ tìm người phụ mà mẹ không nghe. Ba, mẹ. Ba dắt Chụp Cưng vào nhà đi, con có chuyện muốn nói với hai người. Đại à, tìm được tin tức gì chưa? Dạ em chạy được ba bệnh viện rồi, nhưng mà vẫn chưa có tin tức gì về mẹ hết. Em đang chạy thêm mấy cái gần đây nữa. Được rồi, có tin gì nhớ báo cho tôi liền nghe. Tôi cũng đây cho người chạy đi tìm đi. Dạ. Kim Ngân đang gọi cho tôi, có gì cậu báo cho tôi liền nghe. Anh nghe nè Ngân. Anh Hai, anh đừng tìm mẹ nữa, mẹ đã về rồi. Nhưng mẹ bị... Mẹ bị làm sao? Mẹ gọi anh tới liền, mẹ có chuyện muốn nói với anh. Được, anh tới liền. Sao lại như vậy chứ? Một đứa vừa tỉnh, ba còn chưa kịp mừng thì lại nhận được tin dữ. Sao đại nạn lại không buông tha gia đình chúng ta vậy? Mẹ, mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Giờ ba đã tỉnh lại rồi, ba sẽ bù đắp cho mẹ. Mẹ phải sống để hưởng thụ hạnh phúc nha mẹ. Mọi người đừng có như vậy mẹ. Mọi chuyện phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Sinh lão bệnh tử không ai tránh khỏi. Cô chỉ có một tâm nguyện, trước khi chết được nhìn thấy người thân đoàn tụ xung quanh mình và tha thứ cho nhau. Không còn cách nào nữa sao trời ơi? Mẹ, nội, Kim Ngân, có chuyện gì mà hai người khóc vậy? Anh Hai ơi, mẹ bị bố ở trong não giai đoạn cuối rồi, sẽ không còn sống được với anh em mình bao lâu nữa đâu anh ơi.
Mẹ, tại sao mẹ lại giấu con chuyện này? Mẹ nói cho con nghe đi, mẹ bị từ khi nào vậy hả mẹ? Thí chủ phải bình tĩnh, đừng làm mọi chuyện rối lên thêm nữa. Không, mẹ không thể chết được. Con sẽ đưa mẹ tới bệnh viện tốt nhất, mẹ sẽ được điều trị, rồi mẹ sẽ khỏi bệnh mà. Bệnh của cô bác sĩ đã thông báo rõ, cô không muốn đến viện nằm, mất tiền mà vẫn phải chết. Hãy cho cô được chết trong căn nhà của cô. Đừng làm bất cứ điều gì để níu kéo sự sống của cô hết, mà hãy làm những gì cô cảm thấy hạnh phúc và thanh thản trước lúc ra đi. Bây giờ mẹ muốn con làm gì? Con sẽ làm tất cả cho mẹ. Cô muốn thí chủ quên hết những hận thù trước đây. Cô muốn nhìn thấy cả nhà mình đoàn tụ bên nhau như ngày xưa, dù rằng giờ đây không còn ở trong một ngôi nhà sang trọng nữa, nhưng cô sẽ rất vui vì mọi người tha thứ và yêu thương nhau. Đại à, cô coi thí chủ như là con ruột. Từ trước tới giờ cô vẫn luôn yêu thương thí chủ. Cô hiểu hết những gì đã xảy ra với thí chủ. Giờ thì thí chủ có thể bỏ qua mọi thứ để sống và yêu thương thật lòng với vợ con, có được không thí chủ? Nếu một ngày thí chủ nằm xuống và hối tiếc với những gì mà mình đã bỏ lỡ cơ hội, thí chủ sẽ thấy ân hận. Con sẽ nghe lời mẹ. Còn nữa, thí chủ hãy hứa với cô, đừng bao giờ để cho má thí chủ biết chuyện gì. Một mình cô phải chịu là đủ lắm rồi. Thí chủ hiểu ý cô không? Dạ, con hiểu ý mẹ. Hai đứa hứa với cô đi, các thí chủ là đàn ông thì phải sống rộng lượng, đừng quan tâm tới quá khứ nữa, mà hãy quan tâm tới hiện tại và tương lai. Có nhiều người thân phụ thuộc vào tình yêu thương của các thí chủ đó. Con hứa với mẹ. Con sẽ nghe lời mẹ. Thí chủ lại đây, thí chủ hãy nhường ghế này cho ông ấy. Thí chủ ngồi xuống đi. Người đàn ông này không có công sinh, nhưng cũng có công dưỡng dục, dạy cho thí chủ ăn học. Cho dù xảy ra chuyện gì thì ông ấy vẫn là ba của thí chủ. Em đừng có nói nữa, để anh nói tiếp. Tôi biết tội mình đã gây ra với mọi người. Giờ đây có nói lời xin lỗi thì cũng quá muộn. Tôi không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Tôi chỉ xin mọi người
chút thời gian, tôi có thể ở lại bên cạnh để chăm sóc cho vợ tôi vào những ngày cuối. Rồi sau đó tôi sẽ đi đầu thú và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Dẫu trái tim mình đau buốt bao năm dài, nào có nào hay người ơi, mình đã sống vô tâm thật rồi, chỉ biết lời danh quyền năng mà quên hết lòng nhân ái. Để đưa ta vào tội lỗi, để đưa ta vào vũng lầy, để cả hai chịu nghiệt ngã đến khôn nguôi. Đừng vì quá khứ lỗi lầm giam cầm mình nữa, vì còn phía trước hy vọng cho ta đổi thay. Hãy thế đau thương thù hận với những khoan dung từ tâm, hãy mãi cho nhau niềm tin để đi đến sự yên bình. Không được, bà phải đến đó quỳ xuống xin tạ tội với mẹ con. Nếu không thì không còn kịp nữa. Ngày mai đi ba, bây giờ cũng đã tối rồi. Lại đây. Con ngoan ba. Ngoan. Giờ ông cố dắt con ra ngoài sân chơi. Dạ. Để ngoại ngủ. Dạ. Nha. Tôi đi giấc. Đi. Ba, con có cái này cho ba. Cái gì vậy con gái? Từ lúc con lớn lên, con thấy ba rất thích đồng hồ này. Con đã giữ và giờ con trả lại cho chủ nhân. Giờ ba không cần đeo nó nữa. Ba đeo đi, con thích ba đeo đồng hồ này, nhìn ba phong độ lắm. Điều quan trọng nhất đối với ba bây giờ là sức khỏe của mẹ con. Con mong trời Phật phù hộ cho mẹ con khỏe lại. Có chết ba cũng cam lòng. Em hãy cố nhắm mắt ngủ một chút đi. Bần ni không ngủ được. Anh đã u mê, bỏ qua một thời gian dài để được sống hạnh phúc với em. Nếu có thể làm lại, anh hứa anh sẽ trân trọng từng giây, từng phút khi được ở bên cạnh em. Bác tới hồi nào sao bác không vô nhà? Bác tới tìm gặp mẹ con phải không? Bác để con vào nói với mẹ. Bác đợi con chút xíu nha. Mẹ, con người rất muốn gặp mẹ. Ai vậy? Mẹ cứ gặp bác ấy đi rồi sẽ biết. Mẹ cho bác ấy vào gặp nha mẹ. Để ba ra gặp, mẹ con đang mệt.
bà và bác có nhiều chuyện để nói với nhau. Nhưng bà để sau đi, bác hay vào gặp mẹ con trước đi đã. Bà, con xin bà hãy để cho mẹ và bác gặp nhau, họ có nhiều chuyện cần phải nói bà. Anh Hai hả? Bà anh đang ở đây nè, anh tới liền đi. Em thấy mọi người căng thẳng quá, em sợ lắm. Tôi xin bà hãy tha tội cho tôi. Xin bà hãy rộng lượng mà tha thứ. Vì tôi mà bà phải chịu sự oan ức, chịu khổ cả một đời. Thời gian qua tôi không còn mặt mũi nào dám gặp bà. Mồ Phật, xin thí chủ hãy đứng lên đi. Mọi chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ Bận Ni đã quy y cửa Phật, xin ông đừng nhắc lại. Phật từ bi, luôn tha thứ mọi lỗi lầm. Kim Ngân, ba con đâu rồi? Ba có lời muốn tạ tội với ba con và nói rõ sự oan ức mà mẹ con đã chịu đựng mấy chục năm qua. Dạ, ba con đang ở ngoài kia. Tất cả là lỗi của tôi, chính tôi đã làm cho gia đình ông tan nát. Tôi có bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không thể rửa sạch tội lỗi của tôi. Nhật Linh đã bị hàm oan hơn 20 năm nay. Bà ấy là người đã mạt đức hạnh, chỉ yêu có một mình ông. Và chính tôi đã cưỡng hiếp bà ấy. Dì ơi, tại sao mày làm như vậy? Dì ơi, tại sao mày lại làm như vậy? Tôi là một con thú đồ lóc người. Đêm đó tôi đã không thể chống chọi lại con quỷ hiện hình trong tôi. Mặc dù bà ấy đã giáng sinh, nhưng tôi vẫn chiếm đoạt bà ấy. Mày im đi, đừng nói nữa. Chính mày đã hại tao và Nhật Linh ra nông nỗi này. Mày đã đẩy gia đình tao vào bi kịch. Linh ơi, chờ anh, Linh ơi, chờ anh.
tôi xin lỗi Diệp Linh. Mẹ, mẹ ơi, mẹ thấy sao rồi mẹ? Mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ nói cho con nghe đi mẹ. Mẹ sao rồi? Tôi có thể ra đi trong thanh thản. Mẹ ơi, thì chủ giúp cô lấy cái túi. Dạ. Nè mẹ. Mẹ ơi, Thiền giúp cô mở nó ra giùm. Giờ thì thí chủ đã biết. Ngày xưa Bần Ni không hề phản bội thí chủ. Người đàn ông mà tôi yêu quý nhất là Hoàng Hải. Thí chủ hãy nhận lại kỷ vật này và hãy nói là thí chủ hiểu tôi. Anh xin lỗi em. Giờ anh hiểu em thì đã quá muộn. Anh đã làm tổn thương cả một đời của em. Cũng vì cái tội khốn nạn của một thằng đàn ông. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ, Linh ơi, mẹ ơi, Linh, mẹ ơi, mẹ, Linh ơi, mẹ 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 ơi, đừng bỏ con, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ nói chuyện không. Mẹ hy sinh một đời này. Mẹ ơi, vì mà con không nhận ra. Con đã cãi lời của mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ tha tội cho đứa con bất hiếu này. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, lên, lên, lên. Mẹ ơi, tỉnh lên. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Sao bỏ anh đi vậy Linh ơi? Mẹ ơi, ăn giỏi đi con, giỏi nha, bà thương nha. Các con có biết đồng hồ tượng trưng cho điều gì không? Dạ, là thời gian. Phải, thời gian sống ở cõi đời này rất quý. Hãy dùng quỹ thời gian ấy sống cho yêu thương và chia sẻ. Làm được điều gì tốt và giúp cho đời được thì làm. Thời gian dành cho sự hận thù và lòng ích kỷ chỉ khiến cho chúng ta hao mòn sức lực và sống trong bất hạnh. Các con còn trẻ, đừng dẫm lên vết xe đổ của ba mà đi. Nhìn ba như một tấm gương xấu và rút ra một bài học cho mình. Ba muốn nhìn thấy các con sống hạnh phúc. Con hãy giúp ba đem nó tới một tổ chức từ thiện nào đó. Dạ.
Ba đừng khóc. Con xứng đáng nhận lấy sự trừng phạt của pháp luật do những tội lỗi mà con gây ra. Đại, bà nhờ con chăm sóc cho Kim Ngân. Dạ. Thành Thiên, chăm sóc cho ông nội và Kim Ngân giúp ba. Cha mời. Con mời nội. Cảm ơn chị. Nội ăn đi nội. Dạ con mời má. Ăn đi con. Con mời bác. Cảm ơn con. Dạ. Ông nội à, con muốn nội ở đây với tụi con. Anh em con sẽ chăm sóc cho nội. Nội đừng về quê nữa nghe nội. Bà má, bà nội đang ở đây. Ông nội cũng phải ở đây với tụi con nha nội. Những ngày cuối đời được nhìn thấy con cháu như vậy, nội còn mong gì hơn? Nội sẽ ở lại với tụi con. Người bạn đặc biệt của con đã tới. Chào mọi người. Chào anh. Con đã về rồi. Đừng lo gì nữa. Tôi đã chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở, cả công việc cho cậu rồi. Chúng tôi nghi ngờ anh liên quan tới vụ án bắn ông Phạm Hoàng Hải. Mời anh thấy chúng tôi để hợp tác điều tra. Hai người hãy yên giấc. Ở bên kia suối vàng, có gặp nhau thì hãy yêu thương nhau. Đừng để lỡ duyên những lúc ở trên này. Tôi sẽ thay mặt hai người chăm sóc cho các con chu đáo. Dỗi mà quên ân tình, vì trong cuộc sống còn
xin anh, vì đàn con hãy quên não tiền. Bao nhiêu năm qua vượt bao sương gió, bao nhiêu năm nay tình ta vững bền, bao nhiêu năm sau đời ta không lẽ cuốn theo phù du. Bao nhiêu năm qua dựng xây tổ ấm, bao nhiêu năm nay dựng xây mái nhà, đôi ta chung xây tình yêu không thể được mua bởi tiền. Từng giây từng phút đời ta mỉm cười, từng năm từng tháng đời ta sướng vui, tình đẹp như giấc mơ, đẹp như nắng ấm tràn hoa. Thank you.